Vâng, xin chào tất cả các bạn. Thì sáng nay ra cái mai nó nở thì sẵn đây. Cùng rảnh rồi mình quay lại cho các bạn xem cái hoa của nó đây các bạn. Đây là mai mai rin luôn nha các bạn, mai rin năm cánh nha các bạn. Đó, năm cánh nó cũng có nét đẹp riêng của hoa năm cánh nha các bạn. Đây các bạn. Bạn xem cây bông này lần nói chung thì mai năm cánh thì nó cũng rất là nhiều, nhưng mà để được mà cái loại bông năm cánh mà to á các bạn thì nó cũng 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 khó kiếm đó các bạn ơi. Thì đa số mình trước giờ mình thấy năm cánh thì cũng nhiều lắm, mà năm cánh thì nó bông nó cũng vừa thôi chứ nó không có to đâu, nhưng mà không biết sao cây này thì bông nó to lắm các bạn. Đây bên bên mình quay màn hình thì các bạn xem thấy nó nhỏ, chứ mà thực sự bên bên ngoài nó to lắm các bạn. Đó, để mình quay sát cho các bạn xem nè. Đó. Năm cánh mà nó tuy cánh nó không có được tròn khít mà nhưng mà nó có nét đẹp riêng của nó các bạn. Đó. Đây các bạn, mình cầm cho các bạn xem nè, nó to hơn bốn ngón tay của mình luôn các bạn thấy chưa? Thực chất bên ngoài nhìn nó còn nó rất là to luôn các bạn. Cánh nó thì cũng thưa các bạn, nhưng mà nó có nét đẹp cũng mình thấy nó cũng là lạ, cũng hay lắm các bạn. Đó. Năm cánh đôi khi mình chơi mình cứ ghép mấy cái loại hoa hoa 12 cánh, 24 cánh rồi mình nhìn riết thì mình thấy nó cũng thường, mà lâu lâu ngày mình có một cây rin mà mình chơi mình nhìn cánh nó mình thấy nó năm cánh đó, mình nhớ lại mấy cái ngày xưa mà mình mới bắt đầu mình chơi mấy cái loại mai năm cánh này nè, thì nó cũng có một cái kỷ niệm gì nó vui vui các bạn, nó cũng hay hay ấy. Nói chung là năm cánh thì nó là ngũ phúc các bạn, nó cũng có cái những cái nét đẹp riêng của nó ha. Thì cây mai này nó cũng còn nụ, nó cũng còn ít lắm các bạn, thì cái này cũng là năm đầu tiên thôi các bạn. Thì cây mai này nó cũng được, cũng là cây mai dạng hộp thôi, cây mai hộp bình thường thôi. Thì mình cái này cũng vừa lên chợ thì cũng vừa uống chỉnh sửa lại thôi, chứ nó không có là năm này năm cái mấy cái nhánh này là nhánh tơ không các bạn, mới nhánh năm đầu tiên ra ha. Năm ngoái thì cắt chùi lụi thì năm nay nó mới ra nè các bạn, thì nó cũng bắt đầu nó đâm bông, nó đâm rọt thôi. Thì cây này để chơi nhiều bông thì chắc cũng phải hai chừng 1 2 năm, trở lên 2 3 năm các bạn, thì bông nó búp nó mới nhiều được. Thì cây này mình tính là mình hạ tàn mình ghép luôn chứ mình, nhưng mà mình thấy cái bông nó cũng là lạ, hay hay đẹp các bạn, thấy đôi khi nhìn nó cũng hay hay nên mình định chắc mình để nó chơi tàn nguyên nguyên thủy vậy luôn các bạn ơi, chứ chắc nó không có ghép đâu các bạn. Giờ cũng nếu mà có ghép thì mình sẽ hạ sát tàn luôn các bạn. Thì để coi qua Tết thì cho mình coi, mình nếu mà có hứng thì mình ghép, còn không hứng thì mình để mình chơi luôn các bạn. Nhiều khi lâu lâu mình để một cây tàn nguyên thị mình chơi cũng cũng, cũng thấy nó vui vui ha các bạn. Đó thì sẵn đây thì mình cũng quay cho các bạn xem cho vui thôi. Nói chung là thì chắc mình cũng xin phép kết thúc video tại đây luôn ha. Rồi xin chúc các bạn đón một mùa xuân thật vui vẻ nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.